Routine chăm sóc vùng mắt mỗi buổi tối trước khi ngủ mà có thể mọi người đã bỏ quên. Vùng mắt là một vùng da rất là quan trọng và cần được chăm sóc mỗi ngày vì một đôi mắt thâm mệt mỏi sẽ khiến cho gương mặt của mọi người trở nên thiếu sức sống cực kỳ luôn. Như tôi là mỗi ngày đều phải tuân thủ routine chăm sóc vùng mắt bắt đầu bằng cái em serum này nè. Em serum mắt này với công dụng chính là làm trắng sáng vùng da quanh mắt một cách tự nhiên. Ngoài ra thì còn có công dụng là dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt nữa. Bước kế tiếp thì tôi sẽ xài tới cái em kem mắt siêu xịn cùng thương hiệu này. Các em này siêu nhiều công dụng như là giảm thâm, giảm nhăn, giảm bọng mắt và làm chậm quá trình lão hóa bước này cực kỳ quan trọng luôn nha cuối cùng không kém quan trọng đó là sử dụng mặt nạ ở đây thì tôi xài mặt nạ collagen cơ mà còn có một loại là triple ha cũng rất là xịn nha sử dụng mặt nạ thì sẽ giúp dưỡng ẩm cải thiện độ đàn hồi cho da săn chắc cũng như là làm dịu da sau một ngày hoạt động tiếp xúc nhiều với khói bụi và màn hình máy tính và chỉ với ba bước mỗi ngày thôi là mọi người đã có thể yên tâm về thần sắc của mình rồi đó brand có rất là nhiều loại mặt nạ khác nhau để mọi người lựa chọn mỗi loại sẽ có một công dụng riêng và phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của mỗi người tôi giới thiệu hết cho mọi người tham khảo luôn nha và và các sản phẩm chất lượng này đang có mặt tại Guardian dành cho bạn nào quan tâm và muốn trải nghiệm thử nha hơi bị xịn luôn đó.